Theo đó, văn bản dạng có các điều khoản tầm thường như nghiêm cấm mọi hành vi gây rối an ninh, trật tự tại trụ sở tiếp công dân, nghiêm cấm gây phiền hà, sắc nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại. Thời gian tiếp công dân từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ, Tết. Đối với công dân khi đến trụ sở tiếp công dân phải diễn giả trung thực sự việc, tôn trọng sự chỉ huy của người tiếp công dân. Không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất trật tự. Không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân. Không sử dụng rượu, bia, chất kích thích, chất gây nghiện khi đến trụ sở tiếp công dân. Đối với cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân phải chấp hành những điều khoản của cơ quan, đơn vị cơ bản về trang phục, thẻ công chức. Các trường hợp từ chối tiếp công dân là khi công dân trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình do dùng chất kích thích, người đã được cơ quan có thẩm quyền xác định mắc bệnh tâm thần hoặc một số bệnh khác dẫn tới mất hoặc hạn chế trình độ hành vi dân sự theo điều khoản của điều khoản dân sự. Công dân khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, điều khoản, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, tiếp, giải thích, chỉ huy và báo cáo từ chối tiếp công dân bằng văn bản dạng nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo.